Xin chào bạn, trong những năm gần đây thì tại Việt Nam chúng ta thì đã phát triển các cái hệ thống cao tốc rất là nhanh. Nếu như chúng ta sử dụng các hệ thống cao tốc thì phải nói mang lại rất nhiều thuận lợi. Chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn này, an toàn hơn này và có thể nói là nhàn hơn. Tuy nhiên nếu như chúng ta không nắm rõ các quy tắc sử dụng cái hệ thống cao tốc để mà lái xe trên đó thì rất có thể có những cái rủi ro cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hùng cũng xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm cá nhân khi mà lái xe trên những con đường cao tốc tại Việt Nam cũng như các cái hệ thống giao thông tại nước mình. Có lẽ cái điều đầu tiên nghe thì nó hơi sách vở một chút là cái bước đầu tiên là chúng ta nên kiểm tra xe. Vâng, trước khi đi vào cao tốc thì nên kiểm tra xem là nước làm mát của chúng ta có ổn không, đồng hồ hiển thị thông tin này nó cảnh báo hay lỗi gì của động cơ hay không. Trong những cái kiểm tra thì chúng ta cũng nên kiểm tra những cái lốp và bốn chiếc bánh của chúng ta xem có bị các cái mảnh chém hoặc là nó quá mòn hoặc là áp suất nó thiếu vân vân. Thì lốp cũng là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu như đang chạy tốc độ cao rất có thể xảy ra hiện tượng nổ lốp thì vô cùng nguy hiểm các bạn ạ, vô cùng nguy hiểm. Một trong những cái hệ thống chúng ta tưởng chừng như rất đơn giản thôi, ví dụ như hệ thống đèn và còi. Nếu như chúng ta hình dung chúng ta đang chạy ở 100 km/h, chúng ta sinh an, hệ thống sinh an mất tín hiệu. Vâng, xe đằng sau sẽ không nhận diện được tín hiệu thì khi đấy rủi ro là rất lớn. Chúng ta cũng cần chủ động có trạng thái tâm lý, sức khỏe tốt khi điều khiển phương tiện đi vào cao tốc. Hãy hình dung rằng nếu chúng ta thức nguyên một đêm hôm trước mà hôm sau lái xe thì đấy là một điều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một cái gật thôi là các bạn có thể lệch làn và những rủi ro là hoàn toàn có thể đến. Một điều tối quan trọng là tất cả mọi người ngồi trên xe khi di chuyển trên cao tốc, xin vui lòng hãy thắt dây an toàn. Hãy thắt dây an toàn khi lái xe. Hãy thắt dây an toàn khi ngồi trong xe. Vâng thưa bạn, khi mà chúng ta vào cao tốc thì chúng ta nên lưu ý các vấn đề sau. Một là nếu như chúng ta đang đi với tốc độ cao thì chúng ta phải giảm tốc độ, quan sát gương và gương chiếu hậu và gương hướng mà chúng ta muốn rẽ vào cao tốc. Nếu như mà trống thì chúng ta bật sinh an này, giảm tốc độ, đi chậm chậm. Khi vào thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả các cái con đường cao tốc đều có các cái hành lang an toàn cho chúng ta dẫn vào. Và sau khi vào được làn của chúng ta thì nếu như chúng ta muốn đi ở tốc độ cao hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển làn, nhưng không chuyển làn đột ngột nha các bạn. Chúng ta hãy quan sát gương bên trái và bật sinh an. Nếu như trống, chúng ta từ từ chuyển sang làn. Chúng ta chuyển từng làn một, không chuyển chéo các làn. Và luôn luôn nhớ một quy tắc là hãy quan sát gương, bật sinh an. Thông thường như kinh nghiệm của Hùng, khi mà Hùng đã từng chạy bên Mỹ rồi ấy, thì nếu như khi chúng ta chuyển làn, bởi vì trên gương này luôn luôn có một cái điểm mù, đặc biệt gương chiếu hậu, thì nếu mà xe không có cảnh báo điểm mù thì nếu mặt trước phía thoáng, chúng ta nên giữ một cái tốc độ vừa phải, quan sát mặt trước thoáng thì chúng ta hãy quay lại liếc nhanh một cái xem phía sau này có vướng hay không. Vâng, cái kinh nghiệm đấy vô cùng quý báu đấy các bạn ạ. Vâng thưa bạn, một khi mà chúng ta đang đi trên đường cao tốc rồi thì chúng ta tuyệt đối không làm các điều sau. Tôi xin nhắc lại, tuyệt đối nha các bạn, tuyệt đối không được làm các hành vi sau. Vâng, thứ nhất đấy chính là không bao giờ được quay đầu xe nếu như chúng ta đi nhầm đường. Thứ hai, tuyệt đối cũng không bao giờ được lùi xe trên cao tốc. Thực sự rất nguy hiểm cho chính an toàn của bạn cũng như các người tham gia giao thông. Tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc nha các bạn. Vâng, đi ngược chiều ở bất kỳ đường nào đã nguy hiểm, nhưng đi ngược chiều trên đường cao tốc còn nguy hiểm hơn gấp vạn 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 lần. Vâng, tuyệt đối cũng không cho xe chạy ở các làn dừng xe khẩn cấp. Vâng, khi đi trên cao tốc thì nói chung là hãy giữ tinh thần thoải mái nha các bạn. Chúng ta không vì quá vội mà cứ luôn bám đuôi này, rồi còn bem 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 sinh an bật tạch 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 pha đá bang 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 như bắn súng tiểu liên. Thực sự những cái hành vi đấy là rất xấu. Để giữ khoảng cách an toàn với các xe trên đường, bạn hãy tuân thủ theo nguyên tắc 3 giây. Nhìn xe phía trước chạy qua một vật cố định nào đó bên đường như biển báo, cột đèn, vân vân.
và nhận định khoảng thời gian tương ứng đủ với 3 giây. Nếu trời mưa to, sương mù hay đường trơn, tầm nhìn bị ảnh hưởng thì tăng lên 4, 5, 6 giây. Vâng vâng. Và không nên bám đuôi xe phía trước nha các bạn. Tất nhiên đó chỉ là những quy tắc truyền miệng với nhau. Còn trong thực tế, tại mỗi nước đều có các quy định về khoảng cách an toàn. Ví dụ như luật giao thông đường bộ Việt Nam quy định rằng khoảng cách an toàn tối thiểu như sau. Nếu như chúng ta lưu hành với tốc độ lên đến 60 km/h thì khoảng cách giữa hai xe là 35 m, từ 60 đến 80 km/h là 55 m, từ 80 đến 100 km/h là 70 m, từ 100 đến 120 km/h xin thưa là 120 m thưa bạn. Trong điều kiện mưa, sương mù, đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, vân vân, người lái như chúng ta sẽ phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hoặc quy định trên. Và chúng ta khi đi trên đường thì chúng ta có các biển chỉ dẫn như 50, 100m hay 200m trên các đường cao tốc để có thể ước lượng được các khoảng cách và duy trì khoảng cách an toàn khi lái xe. Và khi chuyển làn thì luôn luôn phải quan sát gương. Nếu như các khoảng cách an toàn, nếu như không có vật cản, vân vân, thì chúng ta hãy bật sinh an, quan sát và hãy liếc thật nhanh xem có xe nào rơi vào vị trí, vào điểm mù hay không, thì chúng ta thực hiện chuyển làn một cách dứt khoát. Và chúng ta sẽ không chuyển làn một cách liên tiếp mà chúng ta chuyển từng làn một, và sau đấy lặp lại các cái vòng tiếp theo là phải quan sát. Đối với các mẫu xe hiện đại ngày nay thì có rất nhiều các cái hệ thống hỗ trợ khi chúng ta chuyển làn, ví dụ cảnh báo điểm mù hỗ trợ cảnh báo khi mà chúng ta chuyển làn, họ có xe thông minh có thể nhận biết được các xe đằng sau thì nó sẽ cảnh báo những cái tín hiệu vân vân. Thì đó là những mẫu xe hiện đại. Còn đối với các quy tắc về an toàn thì trước hết chúng ta phải tuân thủ trước đã. Xe hỗ trợ chỉ là hỗ trợ mà thôi, còn ý thức của các tài xế, của mỗi chúng ta khi cầm vô lăng mới là điều quan trọng. Một lưu ý nữa là khi mà chúng ta đi trên cao tốc thì có thể gặp nhiều trường hợp là như thế này. Có xe đang đi phía trước này, chúng ta cũng còi này, đèn pha liên tục này, bật sinh nhan vượt làm cái reo cái như này, rồi bắt đầu tấp vào, rồi nhả chân ga ngay, và xe giảm tốc hơi đột ngột, thậm chí lại còn đệm phanh một tí nữa thì rất nguy hiểm thưa các bạn. Đấy là một cái hành vi lái xe không an toàn một chút nào chúng ta. Và thay vào đó, mỗi khi cần vượt thì chúng ta ra tín hiệu cho xe cần vượt bằng cách sinh an và vượt một cách dứt khoát, đúng quy định nha các bạn. Đấy. Đừng bao giờ táng đầu xe vừa mới vượt xong rồi lại đệm phanh một cái nữa. Ôi trời ơi, thực tế của chúng ta diễn ra những cái tình huống đấy khá nhiều đấy thưa các bạn. Thưa các bạn, thì bây giờ các cái đường cao tốc tại Việt Nam ấy thì luôn luôn có các điểm dừng nghỉ, dừng chân. Thực ra cũng rất là hiện đại, thì mỗi khi mà chúng ta cần vào những cái điểm dừng nghỉ như vậy thì luôn luôn sẽ có các biển báo từ cách đó trước khoảng 3 đến 5, 6 km. Thì mỗi khi nhìn thấy như vậy thì chúng ta nên dồn vào các làn phù hợp và chuyển sang các làn phù hợp để ra khỏi đường cao tốc cho nó an toàn. Và trước khi vào đó thì chúng ta ví dụ như đang đi ở làn rất cao chẳng hạn, làn 100 km chẳng hạn, 100 km/h, thì chúng ta có thể chuyển sang cái làn 80 sát sát vào bên phải để ra khỏi cao tốc vào những cái điểm dừng nghỉ cho nó an toàn. Và mỗi khi chuyển làn thì chúng ta luôn luôn thực hiện đúng cái quy tắc nha các bạn. Quan sát, thậm chí có thể quan sát nhanh xuống là không có điểm, không có xe lọt vào điểm mù của mình, và chuyển làn, bật sinh an, chuyển làn một cách dứt khoát. Và đến những cái điểm thoát khỏi cao tốc vào những cái điểm dừng chân thì luôn có các cái vạch chỉ dẫn để chúng ta đi vào cái vùng an toàn đó thì cũng sẽ yên tâm. Bằng mỗi cái điểm giao cắt nếu như có vân vân thì chúng ta hãy luôn luôn đi rất chậm hoặc là dừng hẳn để quan sát nha các bạn. Một trong những cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý khi mà đi trên đường cao tốc ấy, chính là về cái giới hạn tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.
Vâng, khi mà đi trên cao tốc thì đi chậm không phải là an toàn đâu nha các bạn. Chúng ta phải tuân thủ đúng tốc độ quy định theo biển báo. Và nếu như chúng ta đi chậm quá chẳng hạn, hãy hình dung chúng ta đi chậm quá như thế này, đang đi rất chậm, tình huống giả định thôi nha các bạn, thì rất có thể các xe đang đi ở tốc độ phía sau rất cao, và nếu như chỉ cần lơ đễnh thôi thì có thể bùm, rất nguy hiểm. Và nếu như đi chậm quá thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ lưu thông của cả một dòng xe. Và tóm lại là nếu như chúng ta chưa giúp ích được gì cho cộng đồng hoặc chưa giúp ích được cho ai thì tốt nhất đừng làm phiền tới cộng đồng hoặc làm phiền cho ai. Quan điểm của mình là như vậy. Hãy đi đúng quy định nha các bạn. Cũng không nên đi quá tốc độ cho phép. Ví dụ quy định 100 là chúng ta đi maximum 100 thôi. Quy định 120 thì chúng ta cũng đi cao nhất là 120. Vâng thưa bạn, bất kỳ khi lái xe ở tốc độ cao trên cao tốc hay những con đường tỉnh lộ vân vân thì chúng ta phải luôn luôn tập trung. Tuyệt đối là không sử dụng điện thoại nha các bạn. Ví dụ đang đi nghe điện thoại thì rất dễ dầm đấy các bạn, và rất nguy hiểm, sẽ rất mất tập trung. Hoặc là ngay cả khi đấy chúng ta thực hiện quá cái nhiều các cái thao tác chỉnh âm lượng âm thanh, rồi là ngó nghiêng xem bài hát, rồi thế này thế kia đấy, tất cả các hệ thống này chúng ta nên chỉnh trước khi di chuyển. Và đặc biệt là chúng ta cũng không nên tìm đồ như thế này ạ. Tìm thì cũng rất sao nhãng, bởi vì các bạn hình dung 100 km/h, 80 km/h, 90 km/h, những tốc độ chỉ cần quay đi ngoảnh lại là rất rất nguy hiểm. Thậm chí tìm đồ như thế này cũng không nên ạ. Không nên nha các bạn, không nên phải lấy đồ. Rõ ràng như thế này thì không được ạ. Tất nhiên đây là các tình huống giả định chúng tôi ở quay ở tốc độ chậm. Trên các hệ thống cao tốc thì các biển được chỉ dẫn khá là xa và sớm. Chính vì vậy khi mà chúng ta cần thoát ra khỏi cao tốc chẳng hạn thì chúng ta nên chuyển làn trước như thế này. Và tất nhiên chuyển làn thì phải an toàn rồi. Và sau khi hết cao tốc rồi thì cũng về với gọi là nhịp sống đông đúc của đô thị thôi. Chúng ta lại chậm rãi thôi. Nhưng dù lái xe như thế nào thì chúng ta cũng hãy tuân theo các cái quy định lái xe an toàn cũng như quy định của pháp luật, và đặc biệt là luôn thắt dây an toàn nha các bạn. Và đó cũng chỉ là các cái nội dung, cũng là các kinh nghiệm cá nhân của mình mà thôi. Sau hơn 10 năm cầm lái với các dòng xe, với các cung đường khác nhau, trong nước có, đường đèo có, đường biển có, đường đẹp có, đường ở nước ngoài cũng có, thì cũng chỉ là những kinh nghiệm chia sẻ cá nhân mà thôi. Vâng, xin nhắc lại là như vậy. Còn thực sự đối với việc là lái xe thì không ai dám nói hay nói trước điều gì cả. Tuy nhiên, chúng ta hãy luôn có những cái hành vi, những cái ý thức, những cái kiến thức lái xe an toàn thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều rủi ro. Và nếu như anh em, các bạn, quý vị có những cái kinh nghiệm bản thân gì, xin vui lòng hãy chia sẻ bên dưới clip cho chúng tôi nhé. Chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, những cái kinh nghiệm của bản thân, những cái kiến thức của bản thân, vân vân, để hy vọng rằng mỗi ngày trong tương lai gần, trong tương lai xa, chúng ta sẽ xây dựng được một cái cộng đồng lái xe an toàn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.